Đây, xin chào cả nhà. Hiện Khang đang ở trung tâm chợ Ba Hòn của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Video trước á, mình có chia sẻ với cả nhà là mình đang ở trung tâm thương mại chợ Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Mình cũng chia sẻ với cả nhà là khu lấn biển của thành phố Gạch Giá là cả nhà lễ gần tới rồi, cả nhà muốn ghé thành phố Gạch Giá thì ghé, cả nhà muốn tham quan chợ Bình An, Hòn Phụ Tử thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà. Muốn mình đi gia đình để cái ngày lễ 30/4 để cho cái giá thành nó không vượt quá cái túi tiền mình á, thì cái nhà nên vô những cái chợ như vậy nè. Rồi cái nhà đi đi mua đồ hải sản, cái nhà chỉ cần đem theo mình là một cái bí ba mini với một cái miếng bạc hay một cái này nhỏ rồi đó. Hoặc là cái nhà vô chợ, cái nhà mua rồi người ta sẽ luộc sẵn, mình sẽ vô cái thùng mút nữa, lấy cái bọc của cái nhà là nó giữ cái độ nóng cho mình được khoảng 2-3 tiếng. Cái nhà đem ra những cái bãi biển này nọ, như ở thành phố Gạch Giá khu lấn biển thì cái nhà lợi khu công viên khu lấn biển, cái nhà trải miếng mũ ra, cái nhà sẽ dùng bữa đó. Còn ở chợ Ba Hòn huyện Kiên Lương nữa, cái nhà có thể là mua ở tại chợ Ba Hòn nó sẽ rẻ hơn ở ngoài mấy cái tiệm. Cái nhà chạy lợn Hồng Dương của xã Bình An, Hòn Phụ Tử á, rồi cái nhà trải miếng niệm ra, cái nhà ngồi đó vừa ăn mà vừa ngắm cảnh biển, có thể là cho mấy cháu tắm. Giá thành ở chợ Ba Hòn này thì nó rẻ hơn những chỗ khác. Cái nhà có thể trên đường cái nhà đi vô chợ Bình An á thì nó có những cái dừa, cái nhà ghé hỏi mua đó thì yên tâm hơn. Mình sẽ dẫn cái nhà đi vô chợ khám phá ha. Trước khi vô khám phá chợ Ba Hòn á, cái nhà cho mình like và một lượt đăng ký nha cả nhà. Đó, cái nhà thấy không? Đây là chợ hải sản của chợ Ba Hòn nè. Đủ các loại ốc luôn. Quá trời dễ sẵn. Ốc này ốc gì chị? Ốc búa. Ốc búa hả? Bán sao rồi chị? Ốc này ốc búa hả? 40.000 ký. Còn tươi không? Bảo đảm em bao sống 2 ngày. Dạ. Dạ, ốc này nó sống dai lắm, nó sống không mà mới lấy sẵn. Chút đi em ra một con coi. Dạ. Này sòi dương hả chị? Dạ sòi dương. Sao còn nhỏ hả chị? Con nó không có nhỏ nè, nó có vừa. Nó có loại như ốc vừa vô vừa nhỏ nhỏ có không chị? Dạ không. Này là ốc nhảy gì chị? Ốc phương. Ốc phương hả? Chỉ là người ta nó đơn nhảy kìa. Cái trò cột đó là cái đó ốc nhảy, còn nó là ốc phương. Ốc phương bán sao chị? 130. 130 hả? Ở đây ví dụ mình muốn mua chị có luộc sẵn gì không? Có luôn anh. Luộc sẵn bán tính ký nhiêu? Ký 20.000. Luộc ký 20.000 hả? Dạ. Xong mắc gì hả? Ga giờ nó lên lắm anh. Dạ. Ga giờ nó lên hả? Dạ. Mình 40 mấy ngàn. Dạ dạ dạ. Chút đi có gì nữa em đi la. Mình 51 rồi. 51. Nhà thấy không, cứ lại đây mình mua xong là tiểu thương người ta sẽ luộc cho mình luôn. Ghé đã bán sao vậy chị? Này 300. 300 hả? Này 200. 300. Ghé đăng ký 300 này cả nhà. Thank you.
chợ hải sản của trung tâm chợ Ba Hòn á, mình thấy hải sản rất nhiều cái này, mực tươi tươi mà cái nhà. Ngon dữ sợ luôn. Cua gạch bán sao? 900 hả? Nè, gạch không có bò luôn. Đó, cua nuôi, cua thiên nhiên. Cua thiên nhiên, có cái máy đâu có nhiều. Nè, con mua khỏi gạch cũng lấy gạch luôn nè. Nè, đỏ tươi luôn nè, khỏi gạch luôn nè. Nè, nè, nè. Gạch lầu lũ đất luôn. Con ngậm vậy cho nó không bò luôn. Chứ 500 hả chị? Ừ, có cái máy con vậy đi. Bao dạ. Ăn luôn, cua dây chiếc luôn, khỏi gạch cũng lấy gạch. Dạ, ngon quá ha. Ừ, ngon lắm. Chút đi, có gì nữa em ra nè, okay. Cái này chả là ngon này cái nhà, chả là mình mua rồi nè, thì trước cứ ghé đây mua hết một lần rồi, ngon. Dạ, chả là đặc sản ở Ba Hòn nè cái nhà, ký 100 ngàn, cái nhà mua cái này á, cái nhà khỏi chiên á, làm chén muối cái chấm cái đăng cả nhà, đó người ta đang chiên nè. Cái nhà nhớ nha, khi vô chợ Ba Hòn á, cái nhà là mua cá xong á, cái nhà đi ra kêu tao luộc hay là tao làm gì đó, hay là ghẹ gì đó, tao luộc tao làm sẵn cho mình hết. Mình đem ra hàng Dương ở ngoài chợ Bình An á, mình vừa ăn mà mình vừa ngắm cảnh biển. Nó rẻ hơn ở quán rất nhiều hay cả nhà. Mực quá ngon cả nhà ơi. Cá quá thì cá rồi. Cầu công muối quá lớn rồi. Cái nhám nó bán sao chị? Cái nhám ký 50 cái gì? 120 ký hả? Đúng rồi, nhám 50 cô, thả gọi đây ra trắng ngang. Nhám 120 cô, thả gọi trắng ngang. Cô nào tổng? Cái này cá siêu xanh gì chứ? Ừ, cái đó 80 ngàn. Cá người 60 người 60 ngàn. Cá người thì 60 nè. Cá muốn này 1 ký 100 hả? 150. Đây nè, 100 ngàn. Trên kia cái này 150. Ghẹ 300. Ghẹ 300 hả? Ghẹ này ghẹ gạch son. Ăn nào ta lấy cho. Ghẹ nuôi vuông hả gì? Cái là ghẹ này ghẹ ngoài biển. Ở biển hả? Cái gì anh ghẹ ngon lắm. Cá ngừ ngon mới vô luôn, cũng bao 60 ngàn ký. Cá cam, cá dục. Cá ngừ ngon quá ha. Cá ngừ lớn mà. Chưa qua cái đá luôn. Cá này ký 60. 60 ngàn. Ngon quá ngon rồi. Thích quá mà. Dạ. Có mua ở đây có thì chết cho nước luôn. Dạ. Có một chút gà ký 100 ngàn. Ngon quá ngon. Chợ nông sản của trung tâm chợ Ba Hòn á, nó tươi dễ sợ luôn cả nhà. Nó chỉ có một khúc bán ở ngoài cả nhà, còn ngoài sau là rau cải với chợ thịt heo. Đó. Đây là một cái bãi hàng Dương cũng rất là mát này cả nhà. Khi buổi chiều của nhà mà đến đây mà ở tới chiều á thì chỗ này cũng rất là mát. Vừa có hàng Dương, vừa có cây bàn, vì lại vừa có hàng thốt nốt nữa. Chỗ này là rất sạch sẽ cả nhà. Nếu mà cái nhà đến đây á, mình không vô quán á, thì có thể là mình lấy tấm bạc mình ngồi á, mình dùng bữa thì có thể là mình trả phí cho người ta để người ta dọn dẹp cho mình thôi. Trước mặt mình á, là cái bãi biển này á, là mình vẫn tắm được bình thường cả nhà. Bãi biển này rất là an toàn, nó không phải như đằng chỗ chùa hang á, đằng chùa hang cái bãi biển á, nó có cái vực sâu. Còn cái chỗ này là nó có lại cái nhà có thể là ra tắm bình thường. Rất là mát nè, cả nhà thấy nè.
Hiện giờ là giờ này là tầm 3 giờ chiều nè cả nhà. Mà nó rất là mát, ý là nắng chiều đó. Nắng hướng biển vô đó cả nhà mình nè. Rất là mình xin nhắc lại một lần nữa cho cả nhà, khi cái nhà đến đây mà muốn tham quan mà để ăn đồ biển hải sản nó ngon lành mà nó vừa túi tiền mình á, thì cái nhà nên ghé trung tâm chợ Bà Hòn. Mà cái nhà nên đi buổi sáng á, lúc mình đi nó đã 11-12 giờ trưa cả nhà, nên đồ biển nó không còn nhiều nữa. Ghé mình hỏi tại trung tâm chợ Bà Hòn thì nó bán 1 ký 300. Theo mình biết á, vô trong trong khu du lịch Chùa Hang á, Hồ Phụ Tử á, thì 1 ký ít nhất khoảng là 400-500, mà ghẹ không được lớn này cả nhà. Kể cả sò dương, sò mai, ốc bất cứ gì nọ, là mỗi thứ họ bán lời một phần nữa. Thì cái đó là cũng đúng đấy cả nhà ơi. Với người ta bán thì người ta cũng phải có lời, tại vì người ta sẽ chế biến cho mình tất cả luôn, mình chỉ biết mình ngồi ăn thôi, ta phục vụ chén đũa cho mình. Còn mình muốn tiết kiệm phần đó, mình đi số đông á, thì mình đem theo cái bếp ga và tấm bạc. Mình mua những cái ly mũ, những cái chén mũ, mình dùng xong rồi có thể là mình bỏ. Đó, cái nhà thấy không? Nó còn rất nhiều cái bãi hàng dương của xã Bình An thuộc Hồ Phụ Tử này hả cả nhà, là còn rất nhiều bãi rất đẹp. Trong những cái bãi hàng dương đó là mình thích là cái bãi hàng dương này nhiều nhất. Là cái bãi hàng dương này là cây rất là nhiều và lại sạch sẽ, mát mẻ nữa. Gần tới lễ cái nhà nên sắp xếp ha. Nếu cái nhà nào mà gần biển và thích biển thì cái nhà nên đến, một muốn cho mấy cháu và gia đình tắm á, thì cái nhà có thể là đến Hà Tiên cũng có hàng dương cái nhà, nhưng mà hàng dương ở chỗ Hà Tiên á, chỗ đó là mình tắm không được, mình bắt buộc phải ra bãi Mũi Nai. Rất đẹp cái nhà, mình sẽ quay xung quanh cho cái nhà xem nè, rất là mát mẻ. Sò dương, sò dương 1,5 ký, làm luôn hay cả nhà. Đây là sò mai hả chị? Sò mai 1,5 ký luôn hả chị? 120 là nướng cho mình luôn hay cả nhà. Còn con hàu, hàu 120 thiên nhiên luôn, là không nướng luôn là 120 hả cả nhà. Đây có cua đá bán sao chị? Cua đá nhỏ 300 hả? Đây là sò tổ 1,5 ký luôn hả chị? Sò tổ 1,5 ký. Đây hàu nướng mỡ hành, sò dương nướng, hàu này là 1,2 ký này cả nhà, ta nướng sẵn cho mình. Sò dương điện 1,5 ký, ta đứng sẵn luôn. Đây là hàu mình tái chanh nha cả nhà, mình để ba con mình ăn. Mình còn mấy con sò mai nữa cả nhà, cái lẩu. Nói chung bán giá cũng không mắc cả nhà. Sò mai với sò dương một cái giá. Đây sò mai nướng ăn rồi nè cả nhà. Sò mai nướng quá ngon. Đây lẩu cá dứa. Cá dứa này mình nhìn giống như cá ba sam vậy đó cả nhà. Cái đầu nè, cuối cá nè. Đây sò mai ta nướng cho mình xong xuôi là 1,2 ký cả nhà. Còn mình nhắc lại là con sò dương ta làm xong là 1,5 ký, nhưng mình mua vài con à, hào thì 1,2 ký. Cái lẩu cá đem lại coi vô. Lẩu cá này là 300 này cả nhà, là bún đầy đủ hết trơn. Nói chung là mình ăn không hết đâu cả nhà. Cá dứa, nhưng mà nó rất là giống như con cá ba sa mình vậy đó. Lẩu cá bóp với lẩu cá dứa. Mình ăn lẩu cá bóp rồi nên mình ăn lẩu cá dứa. Là cứ cá của nó cả nhà.
hàm giống như cá ba sa vậy đó. Do mình định chia sẻ với cái nhà là ghé hàng Dương á, nhưng mà ở chợ Bò Hòn mình lại trễ quá nên không có đồ ăn. Đúng ra là mình đem theo cái bếp ga với cái nồi này, cái nhà ghé chợ Bò Hòn, cái nhà mua nó rất là ngợi. Cái nhà khi mình đi đông nó rất là ngợi, thì nó sẽ đỡ hơn là một món như là nếu mình mua ghẹ với cá hay là nó sòi dương á. Mình hỏi ở ngoài là nó ở ngoài chợ Bò Hòn là nó có 80.000 ký à, mà bự hơn nữa. Nói chung nó rẻ hơn, còn ở đây bán 150 là nó bán lời phân nữa. Rồi người ta nấu chế biến mình nữa, cũng giá cũng phải chăng cả nhà ơi. Do mình đi là chợ Bò Hòn trễ quá trễ rồi nên không có đồ ăn. Mình có ghé mấy cái dừa nữa, mà mấy cái dừa hôm nay xong không có đồ ăn cả nhà ơi. Thôi mình cũng xin phép cả nhà mình dùng bữa ha. Quá ngon rồi cả nhà. Sò mai là tươi sống luôn hay cả nhà, với hàu với sò dương tươi sống luôn. Cái này là mình sẽ tái chăm chấm bù tạt. Thôi mình cũng cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ kênh Kha Đó Đây hay cả nhà. Cả nhà nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình ha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.